xuân về, con trong bà quây quần bên nhau. Mình đi dạo phố mùa xuân, mình đi chơi. Chơi chơi cùng khoe áo mới, chơi những người lớn người gì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau, chúc nhau một năm an lành. Tiền gì cũng là tiền, miễn sao tiền cũ thì xài được rồi. Thôi chiều nhậu đi. Hả? Không chiều Tết mà gia đình mà, hiểu không? Gia đình nhiều lắm. Sáng quyết định dán nhà băng chứ không, mà trời nhà băng nó đóng cửa mà. Nói chưa chị? Tất cả mọi người hân hoan chúc nhau, chúc nhau một năm an lành yên vui. Đến đây dưới mái hiên nhà, Tết 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 là Tết là Tết, Tết một cái hoa trong nhà dưới phố. Tết 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 là Tết là Tết, cho người xa về đây xuân vầy. Tết 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 là Tết là Tết, con cháu bà quây quần bên nhau. Cho đàn trai thơ cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Cho đàn trai thơ cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con. Cho mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Cho đàn trai thơ cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con. Tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Hả? Lấy chút 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 ra xem. Chuyện buồn chuyện cũ để lâu ban hôn.
quay á, bạn quay á. Thôi quay bạn. Bạn bên đẹp trai mà. Bây giờ bạn đem đi giao đi. Giao đi. Bạn. Em đang đi vòng vòng được không? Anh chẳng để lâu dùng nãy mình nói chuyện đi, nói chuyện. Không quay, nhớ này. Nhà con biết rồi, con đã nhắn rồi, con đây. Old Medic nói gì rồi? Bye.